Kính ngữ không chỉ đơn thuần là về mặt lý thuyết mà chúng ta cần phải vận dụng và áp dụng nó vào trong thực tế. Trong hai video lần trước, mình và các bạn đã cùng thử luyện hai cái loại kính ngữ, đó là cái dạng tenego và cái dạng là sonkego. Thì trong tôn kính ngữ, mình sẽ có một số các cái động từ hoặc là một số các cái cách diễn đạt đặc biệt không theo một cái cấu trúc ngữ pháp nào cả, mà cái từ vựng của mình nó sẽ được biến đổi đi một cách hoàn toàn. Thì khi mà giao tiếp hội thoại, chúng ta sẽ cần phải nhớ và sử dụng nó vào trong thực tế. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn luyện một số các cái cách diễn đạt đặc biệt khi mà sử dụng với tôn kính ngữ. Vẫn tiếp tục giống như là hai video lần trước, bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe cô người Nhật nói. Và mình chính là học sinh tham gia vào cái buổi học ngày hôm đó, sẽ là người trả lời theo các cái câu hỏi. Khi mà mình trả lời các cái câu hỏi đó thì mình đã bị sai, hoặc là mình đã mắc lỗi, hoặc là mình đã nhầm lẫn ở cái chỗ nào, thì là được cô chỉ dẫn và cũng như là hướng dẫn cái cách sử dụng sao cho nó hợp lý và phù hợp. Mình sẽ trích dẫn cái đoạn mà mình học cùng cô, rồi chúng mình sẽ cùng luyện cũng như là áp dụng nó vào trong thực tế sao cho hiệu quả nhất nhá. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. 関係語の特別な形、つまり今左側に見えている言葉がちょっと形が変わりますね、尊敬語になると。さあ、では食べる、何でしょう？お召し上がります。召し上がるという言葉は正解ですが。お召し上がりますか？欲しいですね。おはいりません。あ、お。はい、召し上がりますか？はい、食べる、飲むの、尊敬語として召し上がる自体がもう丁寧な言葉なので、はい、おはいりませんが、これは例外で、はい、現代ではお召し上がりますかっていう言葉、文法上ではペケなんですけども、日本ではよく見かけます。うん、なのでもう浸透しているので、あまり皆さん間違いっていうか違和感がないですね。なのでそこまで厳しく違いますよとは、変ですよとは言いませんが、文法的には違うけど、多分ケーキ屋さんとかなんかこう、本日中にお召し上がりくださいって必ず書いてあるので、そういう場所でこれから見かけると思います。はい、はい、2番、見る、拝見しますか？ご覧になりますか？拝見するという言葉は自分がする動作ですね。これ見るは尊敬なので相手の方がしますよね。なので、ご覧になりますか？ご覧になりますか？ご覧になりますか？ご覧になりますか？拝見という言葉は自分で使ってください。拝見します。っていうふうに自分でね、はい、使う方ですね。3番、はい、いる？じゃあここ見せますね。とても簡単ですよ。いらっしゃいますか？なるほど。はい。いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？はい。いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？はい。4番、明日行く？明日行く、行く、行くは、あ、いらっしゃいます。そうです、明日は、あ、明日、明日いらっしゃいますか？正解です。明日いらっしゃいますか？明日いらっしゃいますか？明日いらっしゃいますか？明日いらっしゃいますか？5番、知ってる？知ってる？ご存知ですか？うん。まあ、ここでちょっと過去のような感じなんですけども、ご存知でしたか？ご存知でしたか？ご存知でしたか？ご存知でしたか？うん。6番、寝た？寝た？わからない。お寝になりましたか？おやすみか。はい、おやすみになりましたか？おやすみになりましたか？おやすみになりましたか？最後です。食事した？食事はもう食事のままで大丈夫です。お食事なさいましたか？お食事されましたかとか、なさいましたかの書き方ね、
二通りあると思うんですけど、まあ、より丁寧ですね。お食事なさいましたか？お食事なさいましたか？お食事なさいましたか？お食事なさいましたか？はい。Và đó chính là một trong những cái nội dung mà mình trích dẫn trong cái khóa học hội thoại giao tiếp 1-1 với người bản xứ. Khóa học được thiết kế theo cái dạng là cá nhân hóa, có nghĩa là mỗi người thì sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Nội dung nói và nội dung giao tiếp hội thoại của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Vì vậy cho nên là nếu như mà bạn nào muốn cải thiện cái khả năng hội thoại của mình và muốn được cá nhân hóa các cái nội dung mà mình học thì hãy đăng ký và đừng ngần ngại inbox mình ở trên fanpage Học Tiếng Nhật Cùng Mao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ra nè!